À, em xin chào các bác nhé. Trong chăn nuôi con trùn quế, việc thu hoạch con trùn thịt cũng rất là quan trọng. Thì bao giờ thì thu hoạch và thu hoạch ra sao cho nó hiệu quả? Và cách nhận biết giai đoạn nào là giai đoạn con trùn sắp sửa bị giạc, nên là mình trước khi đó là mình phải khai thác trước để cho tránh việc bị giạc con trùn mà bị mất năng suất. Thì hôm nay em làm một cái video chia sẻ cho các bác nhận biết về con trùn nó phát triển, giai đoạn nào là mình nên khai thác, giai đoạn nào là mình khai thác thì để đạt được cái hiệu quả cao nhất mà cái hố trùn mới mang lại. Thì đây các bác phải bốc lên các bác xem. Thì thường thường của nó thì nếu như mà con trùn mình kiểm tra mà trong cái hố trùn của mình, cái lượng trùn bốn chung quanh các cái góc các cái hố mà nó đã thấy nó tụm vào nhiều, thì là những cái lúc ý là mình nên khai thác. Bởi vì tại sao mà những con trùn một thời gian trước thì nó ăn giải phát triển xong, có thời gian là bắt đầu có hiện tượng tụ lại đó, thì là mình bắt đầu những cái lúc đó là mình phải khai thác. Nếu mình không qua khai thác thì nó có hai cái vấn đề để xảy ra. Một là trong quá trình thời gian sống quá lâu dẫn đến là nó một số con nó sẽ bị giạc đi. Cái thứ hai là trong cái hố của mình là nó đã bị dày rồi. Nó cái lượng phân mình đưa vào là nó không đủ để cho nó ăn. Thế nên là mình phải khai thác. Thì hôm nay em làm cái video chia sẻ cho các bác là cách nhận biết trong hố trùn của mình như thế nào. Đã đạt tiêu chuẩn để khai thác chưa? Đó thì các bác hôm nay xem hết video này của em. Thường thường của nó là khoảng cỡ 45 đến 50 ngày thì chúng ta lên khai thác một lần. Đó, chứ mình không để lâu. Đó. Thứ nhất là mình để lâu ấy thì là con trùn của nó sống lâu ở trong hố đó, là những cái con mà già rồi đấy là nó sẽ giạc đi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là nó đã đẻ ra được nứa mới. Đó, nứa mới là những cái con trùn nhỏ. Con trùn to nó sẽ hiếp con trùn nhỏ. Đấy, những con trùn nhỏ là không phát triển được. Đó. Mà cái thứ ba nữa là nếu như mà mình khai thác này là mình hớt toàn bộ cái lớp mặt trên khoảng 10 phân đến 15 phân. Thì trước khi mình muốn hớt cái lớp mặt trên thì là tối hôm trước, mình muốn khai thác thì tối hôm trước, chiều hôm trước thì mình nên dùng phân rửa nước để cho nó ngoi hết lên trên mặt. Đó, xong bắt đầu sáng hôm sau là mình tiến hành mình khai thác đó, mình xúc toàn bộ một cái lớp mặt trên. Đó, mặt trên khoảng cỡ độ 5 đến 10 phân, cứ cái lớp nào mà cái giai đoạn nào mà cái lượng trùn nó nhiều nhất. Đó, mình xúc hết ra. Đó, xúc hết ra để đổ ra cái bạt là để mình khai thác con trùn thịt. Thì cái việc làm như thế này nó cũng vừa khai thác con trùn thịt lại vừa làm tơi xốp cái hố của mình lên. Đó, tơi xốp cái hố giun của mình lên thì con trùn nó lại phát triển mạnh hơn nữa. Còn nếu như mình mà không khai thác, mình cứ để cho nó dày 40-50 phân, 40 phân. Đó, lắm chỗ thì anh em để rất là dày, dày đến 40 phân. Thì những cái chỗ đó thì con trùn nó sẽ là bị bịt, nó chỉ phát triển một tí trên mặt thôi. Đó, còn ở dưới nó không phát triển nữa. Đấy, nên hôm nay là em cũng làm cái video đó là các bác xem rồi các bác tham khảo. Mình cứ hớt toàn bộ cái lớp mặt kiểm tra trong hố nuôi của mình mà đã thấy trùn dày rồi. Đó, bới bốn góc ra thấy trùn ra góc rất là nhiều. Đó, xúc hết toàn bộ lớp mặt. Đó, các bác đổ nó ra. Đó, nếu mình có bạt thì mình đổ ra bạt, mà không có bạt thì mình đổ thẳng ra sân này. Đó, các bác để nó có ánh nắng mặt trời vào hoặc là không có ánh nắng mặt trời cũng được. Đấy, cứ gom nó lên là tự tự nó sẽ gom đống lại. Mình một là dùng chổi, hai là mình cào nhẹ nhẹ. Đó, để cho con trùn nó tụ lại thành đống. Nó đã tụ thành đống thì bắt đầu là mình tiến hành là mình khai thác thôi. Nó rất là dễ. Cho ra cái bạt hoặc là đổ ra một đống bê tông nào đó, một đống xi nào đấy cho nó sạch sẽ, xong bắt đầu để một lúc cho nó tĩnh lại, xong anh em cứ
lấy tay gạt như vậy. Đó, gạt như vậy. Rồi chổi quét, gạt hoặc là chổi quét. Đấy, cái chỗ này là của em là em cũng khai thác một ít, lấy mấy chục cân để giao cho anh em. Đó. Cái chỗ này là con trùn quế đỏ này. Đó. Này, nó có cái màu đỏ đặc trưng nhưng mà nhỏ, nó hàm lượng đạm thì cao. Thế nhưng con này thì năng suất thì nó cũng không được cao lắm. Nói chung là em thí nghiệm rất lâu rồi, em nuôi cũng được bao năm nay rồi, em thí nghiệm rồi. Nó chỉ đạt cao thủ nếu như mình mà chăm tốt thì nó đạt được khoảng cỡ 4 cân. Đó, còn cái con này nó là cái con F2 của em này. Đó, con F2 thì năng suất rất là cao. Đó. Mà khai thác rất là dễ. Đó, các anh em chỉ cần làm như vậy thôi, xong bắt đầu là rửa sạch. Nó phải bảo quản ngay, tức là mình khai thác xong cái là mình phải bảo quản ngay, rửa sạch, bảo quản ngay vào trong túi bóng. Cho vào đông lạnh. Chứ nếu như anh em mà khai thác xong mà để lâu ấy là con trùn này nó cũng bị vữa ra. Đó, vữa ra nước. Nếu như mình chưa làm kịp được thì mình cứ để có một ít giá thể như này. Nó dính vào, anh em để nó lại. Còn nếu làm xong một phát là anh em phải chuyển ra cho vào trong ngăn đông ngay. Đó, như mình làm xong một phát là mình phải bảo quản ngay trong ngăn đông. Đó, thì là để cho nó đảm bảo được cái con trùn, cái độ tươi của nó. Đấy, thì thế thôi. Cho vào trong ngăn đông này thì chỉ có đông lên là anh em bán hoặc là chăn. Rất là đơn giản, rất là dễ. Thế nên là hôm nay em chia sẻ cho các bác như vậy. Thì các bác nào xem thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký để cho kênh nó phát triển lên về cái lĩnh vực chăn nuôi con trùn quế. Đó, anh em tham khảo. Nhiều anh em cũng có điện, có nhắn tin là khai thác rồi đến bao giờ thì khai thác. Thì hôm nay em xoay vòng những câu nói đơn giản, những cách nhận biết về trong con khai thác con trùn quế. Đó. Thì anh em nào mà xem còn thắc mắc, còn vướng mắc cái gì thì anh em cứ liên lạc với mình.